Kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu. Với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm cao, các lực lượng tham gia hiệp đồng chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ trục vớt. Các phiến dầm hành lang đi bộ thành kết cấu chữ Y và một số thanh sắt giằng trên, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được ô tô đầu kéo bị kẹt biển kiểm soát 19H02419, kéo theo rơ móc 19R01111. Đến 11:30 đã cầu được phần thùng xe ô tô lên bờ. Đến 17:00 ngày 20 tháng 9, toàn bộ phần đầu xe ô tô đầu kéo đã được trục vớt thành công. Trong cabin tìm thấy một nạn nhân. Như vậy đã tìm thấy thi thể của 3 trên 8 người mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, tuy nhiên với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao nhất, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương tìm kiếm những người mất tích còn lại, bổ sung nhân lực, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn, khám nghiệm hiện trường. Lữ đoàn công binh 249, binh chủng công binh và quân khu 2 đã hạ thủy một số nhịp phao nhằm đánh giá độ an toàn, khảo sát các yếu tố liên quan đến kỹ thuật, chuyên môn. Sự việc cụ thể của chú anh chị, vụ sập cầu Phong Châu phát hiện thêm một người thứ ba ẩn trong cabin xe. Cụ thể là ngày 20 tháng 9, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ tiếp tục tiến hành trục vớt phương tiện xe đầu kéo nhịp cầu Phong Châu bị sập và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ các nạn nhân mất tích. Đối với nhịp cầu bị sập, lực lượng chức năng sử dụng máy phá bê tông, máy hàn hơi cắt từng nhịp, sau đó dùng cần cẩu trọng tải nặng kéo lên bờ. Với phương tiện xe đầu kéo mắc kẹt trong vòm cầu, lực lượng chức năng cắt phần thùng xe đưa lên trước vào buổi sáng ngày 20 tháng 9 năm 2024 và đầu giờ chiều ngày 20 tháng 9 năm 2024 tiếp tục kéo phần đầu xe của xe đầu kéo lên thì phát hiện một nam tài xế còn ẩn trong cabin. Thì sự việc đang chấn động tại cầu Phong Châu. Vì trước đây cô chú anh chị, vì trước đây thì lực lượng chức năng cùng với thợ lặn cũng trục vớt nơi phần đầu cabin của xe đầu kéo này, và các thợ lặn lặn xuống đây và đều cho rằng là nơi vị trí này không có người ẩn trong cabin, và được nhiều trang báo chính thống cũng như là những trang báo khác đều đưa tin là y như các anh thợ lặn đã công bố là không có người ẩn trong cabin. Thì đây là một sự việc rất là lạ của chú anh chị, đó cũng như là một cái phép màu gì đó hay là một cái thực ẩn thân gì đó của chú anh chị. Tại vì cô chú anh chị biết đó, cái người thợ lặn thì người ta không bao giờ tin vào cái chuyện mà ma quỷ hay là gì cả. Mà không biết tại sao mà chúng ta thấy một bên cửa kính, hai bên cửa kính đều bị vỡ hết, nhưng mà thợ lặn lặn vô đó mò nhưng lại không thấy được cái phần của tài xế này. Thì đến khi mà chúng ta thấy sự việc được cẩu cái thùng xe lên nè cô chú anh chị, cẩu thùng xe lên vào buổi sáng, thì buổi chiều thì cẩu cái đầu xe thì lại phát hiện nam tài xế hình trong cabin ha. Đây là chỗ phút mà cẩu cái thùng xe lên nè, cận cảnh nhất cơ cô chú anh chị. Em sẽ tìm những cái giây phút cận cảnh nhất để gửi đến quý cô chú anh chị ha. Sự việc cụ thể hơn cô chú anh chị, vào chiều 20 tháng 9, lực lượng cứu hộ cứu nạn chức năng đã trục vớt ô tô và đầu xe đầu kéo biển số là 19H00419, kéo theo sơ mi rơ móc biển số 19R01111. Quá trình trục vớt đã phát hiện trong cabin xe ô tô đầu kéo có một tài xế ẩn trong là anh Hà Quốc Chí, sinh năm 1986, trú tại xã Chu Hóa,
thành phố Việt Trì, là nam trong vụ cầu Phong Châu. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tiến hành khám nghiệm. Như vậy, với tinh thần không quản khó khăn, gian khổ, nỗ lực tìm kiếm cứu hộ lực lượng cứu hộ tỉnh Phú Thọ, tính đến thời điểm này đã tìm được 3 người mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu. Đó, giờ này thì cô chú anh chị thấy xe đầu kéo đã được nâng lên từ từ rồi nè cô chú anh chị. Và đã phát hiện một cái vật ở trong cabin, cho nên người ta không có đưa lên bờ hẳn luôn nha cô chú anh chị, và đưa xuống cặp mé để lực lượng cơ quan chức năng sẽ xác minh, và sau đó thì mới được đưa lên. Chúng ta cận cảnh nhìn lại một lần nữa nha. Khi giây phút xe đầu kéo từ dưới sông được xe trọng tải nâng lên khỏi mặt nước nha. Cô chú anh chị thấy để ý nha, lần lần lên nè, bắt đầu khỏi mặt nước nè cô chú anh chị. Ở giây phút này chúng ta cần chú ý cái xe và cái đầu xe nha cô chú anh chị, lần lần lún mặt nước rồi nè. Đó, hỏng mặt nước ha. Cô chú anh chị thấy nếu mà không có vật gì ở trong xe thì cái xe nâng trọng tải này người ta sẽ nâng lên luôn. Nhưng mà rõ ràng, cô chú anh chị thấy rõ ràng không? Trong cabin nha cô chú anh chị, đã có một cái vật gì đó, cho nên xe trọng tải không có, xe nâng trọng tải của chú anh chị không có nâng lên hẳn lên bờ luôn, mà đưa vô mé bờ nha. Cô chú anh chị thấy rõ không? Đó rồi, đây là những giây phút mà cận cảnh nhất để gửi đến cô chú anh chị ha. Cô chú anh chị thấy rất là rõ ràng luôn cô chú anh chị. Thì hôm qua cũng có thông tin là lực lượng chức năng đang hút cát ở tại cái vị trí mà cát bồi lên đó cô chú anh chị, để tìm kiếm coi có phương tiện hay là cái gì đó ở dưới lòng sông, nơi mà lớp cát dày đặc phủ kín lên cái vị trí đó hay không. Thì hôm nay là ngày 21 thì sẽ biết được vị trí đó là có phương tiện gì hay không ha cô chú anh chị. Và đến đây thì cô chú anh chị thấy là cái công tác trục vớt cứu hộ cầu Phong Châu vào ngày 20 thì nó đã có kết quả. Và có một cái đặc biệt hơn mà cô chú anh chị không biết có nghiêng về cái gì đó hay không, nhưng mà em thấy trong ba cái nạn nhân mà tìm kiếm của cô chú anh chị đều liên quan đến mưa. Ở cái người phụ nữ thứ nhất á, thì phát hiện thì cũng là một ngày mưa gió sấm chớp dữ dội thì phát hiện cô, và đến ngày 16 của chú anh chị cũng xuất hiện một cơn mưa lớn thì phát hiện là chồng của cô đó ha. Ở cách xa đó khoảng 7 km, cô thì cách xa khoảng 10 đến 12 km ha. Và ngày chiều ngày 20 thì bỗng nhiên xuất hiện một cơn mưa rất là lớn và sấm chớp rất là dữ dội, thì lại phát hiện nam thanh niên trong cabin. Cô chú anh chị thấy ba cái trường hợp này thì nhiều anh em á, người ta cập nhật đưa tin tại đó, người ta cũng nói rằng là khi mà mưa lớn hoặc là sấm chớp như thế này thì người ta lại nói là sẽ có một cái kỳ tích gì đó xuất hiện. Thì rõ ràng thì chiều 20 thì cơn mưa lớn lại xuất hiện một kỳ tích là tìm được nam thanh niên trong cabin ha cô chú anh chị. Thank you.
Dạ, và đến đây thì em xin phép được khép video buổi sáng của mình tại đây nha cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị một ngày mới thật nhiều niềm vui và thật nhiều vui vẻ. Và nếu thấy video hay thì hãy cho em một nút like và một nút đăng ký để em có động lực làm video để gửi đến quý cô chú anh chị ở những video tiếp theo nhé.